Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 8.000 token có cái hiệu là Polyrhino các bạn. Thì con này chạy trên nền tảng của Polygon Matic các bạn. Thì thông số mình có đẩy phần link mô tả các bạn tích hợp vào MetaMask các bạn. Để tham gia ngày hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mở Telegram start chatbot. Rồi, hình video đầu tiên các bạn join kênh group Kinsler các bạn. Token này nó sẽ phân phối vào ngày 25 tháng 6 các bạn. Rồi tiếp tục các bạn join Kinsler tiếp tục cập lại rồi bấm Z. Rồi các bạn, mình sẽ nhận được 800.000 token Rhino nữa các bạn. Mỗi được ghép được 200.000 token này đang bán phi sale các bạn. Rồi các bạn join vào airdrop nè. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter nè. Rồi, các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi, tiếp tục các bạn follow ra review Twitter như hashtag nè. Bạn copy hashtag này nha bạn. Follow và tweet. Tiếp tục đi. Phan các bạn ơi, để mình vào follow dán Polygon đó. Follow rồi nè. Bắt đập lên nè. Để mình copy hashtag này các bạn. Rồi, các bạn vào đây các bạn copy hashtag này các bạn tweet lợi dự án nè các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn chia sẻ cho tao biết nè. Các bạn dán hashtag các bạn đã copy vào nè. Ok, mình đã copy quá nhiều các bạn ơi. Giờ tan ba người bạn của mình vào nha các bạn. Bạn xóa này đi các bạn. Bạn để mình tắt. Rồi các bạn tan ba người bạn mình vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm tao biết lại nè. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Đầu mạng bot và tiếp tục mạng bot ra lại các bạn bấm nhấn nút submit tên các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền lại username tại Twitter các bạn đã follow nữa cộng win. Buồn quá chứ này không có kèo nào đầu tư hết nên làm ai rớt luôn các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nha các bạn. Tiếp tục submit một cái link request thì các bạn mở tại Twitter của các bạn ra nè. Bạn nhấp vào ba cái cùng nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn chia sẻ lại cái bài này nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho bot nè. Tập 3. Rồi tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ Matic trên MetaMask nha các bạn. Các bạn tích hợp vào. Nó cũng tương tự như tích hợp với BB Smart Chain như thế các bạn. Và chọn mạng Matic nè. Rồi các bạn copy địa chỉ này nha các bạn. Không biết trên nguồn góp nó sẽ cho mình phí ga mà không có cho gì tên. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Rồi các bạn dán không gửi các bạn. Thì tất cả Matic này các bạn có thể lên ở Polygon Matic. Thì chương trình airdrop nó có nói là bạn nó sẽ cung cấp là 0.01 token Matic cho 300 nhà giao dịch nha các bạn. Thì cho 300 mạng may mắn nha các bạn. Ok, bạn bấm vào balance sheet để check số token cũng được nè các bạn. Mình đã nhận được 80.000 token Matic nè các bạn. Ủa, token Rhino chứ. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình airdrop nhận token Rhino đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo thì mình nhé.